Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào tài chính của mình lanh hoanh 750 triệu cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình sang trọng, nhiều option, siêu bền bỉ thì chốt ngay em này các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Honda CR-V phiên bản G các anh chị đời 2019 nha. Dòng này thì được nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi khoảng 59.000 km rồi. Màu trắng rất là hot luôn. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 759 triệu nha. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Nước sơn thì còn khá là đẹp các anh chị, màu trắng là cái màu khá là hot của dòng này các anh chị ha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì có trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tốt ở một vài chỗ không thành vấn đề nha. Đấy, rồi em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70% luôn. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp thì alo Tuyền ha. Em này để Tuyền xem biển Sài Gòn, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Nắp capo hỏng có trầy xước các anh chị, đèn ở đây là full led hết ha, có dải đèn led ban ngày nè. Phần cản thì có hơi xước xát nhẹ ở phía bên này các anh chị. Đây, tình trạng xe mọc đây. Đó, cái này nếu mà các anh chị nào không thích thì Tuyền sẽ hỗ trợ dặm lại cho các anh chị cho đẹp nhé. Lớp độ gai gió thì thấy cũng còn tương đối các anh chị. Mâm thì xước xét chăm chăm nhẹ nhẹ như thế này không thành vấn đề các anh chị ha. Rồi, ok. Đăng kiểm ở đây thì Tuyền thấy còn tới 2026 cả đăng kiểm và đường bộ nhé. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa cùng màu với lại thân xe nè. Ở bên hông xe thì cũng không có bị trầy xước gì hết nhé. Nhâm nhâm nhẹ nhẹ, không thành vấn đề các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng nhé. Rồi, đèn hậu phía sau còn trong đẹp nha. Ở đây thì đã có cam lùi nè các anh chị. Tuy nhiên thì Tuyền chưa thấy có cảm biến lùi ha. Em này bản G nên cốp của nó sẽ là cốp cơ các anh chị. Đó, có ti ben trợ lực ha. Ở đây thì anh chủ rất là kỹ lót cho mình những cái tấm 5D phía sau lưng ghế như thế này nè các anh chị. Khá là kỹ ha. Nhựa bên trong nè, bệ tùy tai còn mới lắm. Có hộc gió làm mát hàng ghế thứ hai thứ ba cho mình nè các anh chị. Đồ nghề thì được đặt dưới này, lớp dự phòng nè. Con đội tay quay còn đầy đủ các anh chị nha. Máy này 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 cho tới 7 lít thôi các anh chị. Cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Ghế da nguyên zin, đấy, rất là xịn sò nha. Còn căng đẹp lắm các anh chị. Sàn 5D, trần ở đây là trần nguyên bản các anh chị, sạch sẽ ha. Rồi, em này thì ghế lái là chỉnh điện các anh chị. Có cân bằng điện tử vô lăng nè, khá là đẹp ha. Đó, có đàm thoại rảnh tay, có ruồi control, có lẫy chuyển số trên vô lăng luôn. Đi chuẩn là 59.388 km ha, táp lô nè. Đó, anh chủ trải thảm cho mình như thế này, rất là kỹ luôn. Màn hình zin theo xe các anh chị, dàn lạnh tự động nha, phanh tay điện tử Brake Count Econ, tiết kiệm nhiên liệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình nhìn sơ phần động cơ các anh chị ha. Anh chị nào mà tài chính lanh hoanh 750 triệu, chốt ngay em này đi. Đi gia đình rất là sướng và tiếng máy phải nó cực kỳ êm luôn, cực kỳ bền bỉ các anh chị ha. Rồi, Honda thì khỏi phải bàn rồi, không có gì để suy nghĩ hết các anh chị. Ốc của nắp capo nè, keo chỉ capo, khung sườn, máy móc nguyên zin. Bên Tuyền nói không có xe lỗi nữa là các anh chị nhà mình yên tâm, có người thân cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái, còn muốn chắc cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị ha. Rồi, ok. Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Honda CR-V phiên bản G đời 2019. Dòng này thì được nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi mới 59.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 759 triệu. Và giá đây Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ngay ha. Và 7 chỗ thì bên Tuyền cũng còn rất nhiều xe để phục vụ cho các anh chị. Toàn là xe hot thôi. Nên mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ alo Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.